té là đau lưng lắm nha. Đau lưng té là dễ bị giật đó lắm nha con. Trời ơi, mình đang bị phiền không ổn ngay. Để cho nó bấm đi. Thấy chưa, thấy chưa. Lâu bây giờ vậy, con chơi với Ân, con mà thắng là chú sẽ quánh Phát, mà Ân thắng là Phát sẽ quánh chú. Vậy là anh giao tính mạng cho em. Đúng, mạng sống của chú nằm trong tay con. Thì anh chịu đi nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá con. Trời ơi. Bé nói hồi xưa nó hay chơi này lắm á, sao kỳ vậy? Không biết. Em bắn qua để bắn. Ừ. Ơ. Dạ đi con. Đúng rồi, nó bị văng quá rồi. Trời ơi Vy ơi. Rồi xong, chết tôi rồi. Vy nó hay bắn trên cái lỗ đó. Vy ơi. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Đừng, đừng nào đúng. Đúng rồi. Phát nào phát lắp đó. Ủa. Ân ơi cứ bắn đi. Ân ơi xin lỗi anh nha. Xin lỗi nha. Rồi lại đi chú, lại chú. Không có được hại tôi. Con nha, con thuận tay nào. Con hả? Bên này. Ok, con chuẩn bị đi. Anh Giang có chấp em không? Không chấp đâu hả? 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, từ đó, lên. Để mà ấy chuẩn bị rồi chứ. Bắt đầu. 3, 2, 1. Trời ơi. Trời. Dứt. Nóng rồi. Dứt. Nóng rồi. Dứt. Nóng rồi. Mày đã ta được con lại. Mày có được đổi tem không chú? Không đổi tem. Anh Giang á, anh chơi cái này ảnh hai. Ảnh chơi này ảnh chấp người ta hai cục mà ảnh còn thắng mà. Rồi vô. Chú là master của cái này rồi còn gì nữa. Ráng hỗ trợ chú coi, ráng hỗ trợ chú nha. Quay phim này là khung 10m. Chú này đánh hoài luôn á. Dạ. Cô đừng bắn lên trời đi nha con. Dạ sao mà ba. Sao lại bắn ở được ở dưới chú. Chết rồi. Chưa gì mà con thấy. Ủa Vy ơi. Vy ơi. Nhắn rồi. Vy. Vy. Thắng chưa? Ủa, thắng rồi. Bưng. Ủa chú chỉ con chơi xong. Ủa sao hồi nãy nói ngày nào con chơi thì cả nhưng ngày. Nhưng mà chơi con thua lâu rồi. Thì nó nói đúng mà anh. Thì nó chơi chứ người ta có nói người ta thắng đâu. Thôi anh cho nó 10 triệu đi về Sài Gòn đi anh. Trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Rồi bây giờ mình ra ngoài mình chơi đi nào. Đi thôi. Mình giới thiệu sơ lược về trò chơi này được không ạ? Đó là trò 82 kiếp nam. Là anh nữa anh sẽ thấy đủ 82 kiếp nam. Mình xếp một cái game mà một tiếng đồng hồ chưa xong. Lý do? Lý do là vì nó hơi phức tạp với lại vất vả. Nhưng mà cũng hy vọng là có một cái nội dung thiệt là dễ thương. Trong cái thao đó mình đựng gì anh nhỉ? Mắm nêm. Mình sẽ có nước mắm nè, mình có mắm nêm, mình có nước đá lạnh. Với lại một lát nữa bên mình thiết kế sẽ đi mua thêm ít muối Tây Ninh nữa. Tại vì hình như thấy các bạn không người thích muối Tây Ninh. Thì đây chắc chắn là một hũ mà gọi là đầy đủ mùi vị của đất nước. Đây cái dĩa dễ thương hơn. Dĩa này bỏ vô. Muốn sẽ bỏ vô. À dĩa đi. Cứ vậy thôi. Nó dễ chịu, nó là phúng là bỏ.
Đề bàn thôi, đâu có ông nó xuất hiện. Ví dụ mà. Anh ơi, chịu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Anh bỏ cái dù xuống đi, hạt mưa nó rơi xuống này nè. Để sao lon bia, á để sao cái thùng bia. Che luôn cái chậu. Ý chưa? Che luôn cái chậu, đúng rồi. Ý chưa? Ý chưa nữa. Lớn lắm nha, người lớn lắm nha anh em. Cái gì cần bảo vệ được thì bảo vệ nha. Để máy móc tập trung nha, cứu máy móc nha. Không, không phải vậy. Ê, lại đứng ở đây. Như em sắp lên tiếp tục nha. Rồi lấy cái đồ rửa cho sạch vô. Cái nhồng. Một hai mấy đi Phú. Này cho ekip ăn nè, tụi bay không ghi hình. Thôi tụi để chị làm. Rồi, thấy công chuyện này. Để hư nữa không, anh sửa lại. Thôi, thay xác đi. Nhiều quá rồi. Được không? Từng trong nghị suy là bao đời mong đợi em đã. Cái gì á? Ta đã ăn bên nhau. Lớp mọi người có thấy một cái sự mà nó không công tâm ở đây không? Hả? Một người thì đứng ngoài, còn một người, hai người thì chơi. Kinh trái này hả? Relax. Anh đã thắng, anh phải dùng relax. Ổn rồi đó. Thôi, chuẩn bị quay, chuẩn bị. Sao anh làm không vui em làm nữa coi. Thử ăn cơm với vợ chồng em nha. Mọi người em là có món ăn ba bữa. Vui chỗ nào? Bé em nó mặt nó vô chi vậy đó. Mọi người đừng soi mói bé em nha. Đó là trên mạng nó vậy thôi. Không, chứ mặt không đồng gì đó chứ cứ vui lắm. Đúng rồi. Gì chân á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái set mới là set full team. Và cái đồ ăn thì giờ chị Liều nhảy gì là chú đây hướng dẫn rồi con ha. Giờ chị Liều chỉ dọn lên y chang vậy. Mâm đây với lại mâm bên kia. Mình sẽ lấy cái đàn piano này để qua góc này. Và khiêng cái bàn đó để chính giữa nữa. Để làm một cái bữa tiệc vui đùa anh em. Trở Destiny, trở về với thiên nhiên, trở về với tuổi thơ, là nơi nào em đã ước mơ. Nhà trở Destiny. Ăn hết thì có được đem về không anh? Đó, rồi đem cái chùa đỏ gì luôn. Ôi, em lấy cá em lấy chùa đỏ đâu? Chùa đỏ anh bỏ ngân hàng, bỏ anh bỏ ngân hàng rồi mà. Rồi, you know what?